Chiều ngày 1 tháng 11, Ủy ban Nhân dân quận tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính tháng 10 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, Ủy ban Nhân dân các phường thuộc quận, công chức văn phòng, tư pháp hộ tịch các phường theo kết quả xếp hạng chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện Ủy ban nhân dân quận Kiến An được 55,11 điểm, xếp thứ tư trong khối các quận huyện thuộc thành phố. Tuy nhiên, qua theo dõi đánh giá thực tế hiện nay, một số phòng, ban, phường vẫn để phát sinh hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để quá hạn giải quyết. Chưa có văn bản xin lỗi công dân, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện thanh toán trực tuyến còn thấp. Nhiều hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả nhưng để quá hạn giải quyết. Chưa thực hiện ký số, chưa số hóa theo quy định. Một số phòng, UBND dân phường còn chưa hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ UBND thành phố giao nhiều phường chưa cung cấp minh chứng hoặc cung cấp minh chứng tiếp công dân chưa đúng theo yêu cầu. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, ghi nhận các đơn vị đã có nhiều nỗ lực và cuộc tích cực tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận lưu ý các đơn vị, các phường khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, các cấp ngành tăng cường vận động nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, chú trọng giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, đúng quy trình thời quy định, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cũng yêu cầu các đơn vị liên quan giả soát, xem xét trách nhiệm việc có 27 hồ sơ giải quyết trong lĩnh vực tài nguyên môi trường bị quá hạn giải quyết, chưa có văn bản xin lỗi công dân.